Quý vị và các bạn, ngày hôm nay nắng vàng trải dài suốt dọc nước ta, từ Bắc trở vào Nam, toàn miền trời đều khô giáo, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân trên cả nước. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý là mặc dù trời nắng giáo, thế nhưng độ ẩm trong không khí lại giảm khá thấp, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc vào trưa nay, độ ẩm không khí chỉ dao động từ 30 cho đến 45%, trời khô giang khiến cho nguy cơ hỏa hoạn ở mức rất cao. Quý vị nên lưu ý đề phòng tránh để xảy ra sự cố về điện lửa và gây ra những hậu quả không đáng có theo các chuyên gia khí tượng thủy văn bắt đầu từ ngày mai độ ẩm trong không khí tại khu vực bắc bộ sẽ có xu hướng tăng dần vì lúc này trường gió tây bắc phân ký khô ở trên cao sẽ suy yếu và mất dần trong khi đó ở tầng thấp thì khối không khí lạnh cũng suy yếu và di chuyển ra phía đông. Đới gió đông bắc khô sẽ được thay thế bằng đới gió đông nam dầu ẩm, đưa những luồng khí ẩm thổi vào trong đất liền. Đến trong đêm nay và sáng ngày mai thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, cùng với đó là nhiệt độ thấp nhất vào thời điểm này cũng sẽ tăng lên phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ, còn khu vực Hà Nội là 21 độ. Ban ngày trời có nắng nhưng bớt khô hanh hơn những ngày trước. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều sẽ tăng lên cao từ 29 cho đến 32 độ. Một vài nơi còn sắp xỉ ngưỡng là 33 độ. Dự báo trong những ngày sắp tới thì do vùng thấp nóng ở phía Tây lại đang có dấu hiệu nhen nhóm hoạt động, nên nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục còn có xu hướng tăng cao hơn, đặc biệt trong hai ngày nghỉ cuối tuần này. Một số nơi tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp nóng ở phía Tây, có khả năng sẽ đạt mức nắng nóng cục bộ xuôi xuống các tỉnh miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Thuận, toàn khu vực đều chịu ảnh hưởng của đợt gió Đông Nam hoạt động với cường độ yếu, nên hầu khắp khu vực trời không có mưa, nên nhiệt độ tăng chậm dần nhưng vẫn chưa nhanh. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên từ 17 cho đến 20 độ. Ban ngày trời sẽ có nắng và nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, phần còn lại của khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thời tiết ít biến đổi với nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất ngày ở dưới ngưỡng là 33 độ. Bà con khu vực này cần phải lưu ý là hiện tại sự phát triển dần của vùng áp thấp nóng đang hoạt động sang phía đông nam, kết hợp với yếu tố địa hình sẽ tạo ra hiệu ứng phơn làm cho nền nhiệt ở miền Trung tăng nhanh. Nhiều khả năng trong những ngày tới thì miền Trung sẽ lại bước vào một đợt nắng nóng mới và tình trạng khô hạn sẽ lại gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, dường như mùa khô chưa có dấu hiệu chấm dứt tại các tỉnh thành phía Nam. Bởi theo các chuyên gia khí tượng Thủy Văn, dự báo trong đêm nay và ngày mai thì trên hệ thống khí quyển ở tầng cao, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu sự chi phối của hệ thống dòng dáng của áp cao cận nhiệt đới. Đây là kiểu hình thế thời tiết nắng và khô nóng điển hình tại khu vực này trong giai đoạn mùa khô. Vào lúc trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ sẽ tăng lên cao nhất và nhiều khả năng các tỉnh thành thuộc miền đông của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 35 cho đến 37 độ, cùng với độ ẩm trong không khí sẽ là giảm xuống từ 40 đến 45%. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai thì lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nhanh, do vậy mà gió trên hầu khắp các vùng biển thuộc khu vực biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có hướng đông đến đông nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4. Sóng biển không quá cao, thời tiết không ít cũng ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là đánh bắt của bà con ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thời tiết ở hầu khắp trên cả nước ta trong đêm nay và ngày mai trời đều không có mưa, ban ngày nắng nhiều với nền nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, trong đó miền Đông Nam Bộ là nơi có nền nhiệt độ cao hơn cả, trời nắng và nóng. Quý vị và các bạn nên hạn chế làm việc nặng ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.